Huỳnh Như bất ngờ rời Lang FC về Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như bất ngờ tạm chia tay Lang FC sau chuỗi ngày thăng hoa góp công cho đội bóng Bồ Đào Nha. Dù chỉ mới gia nhập Lang FC gần 6 tháng, Huỳnh Như nhanh chóng thể hiện sự hòa nhập tốt và liên tiếp tỏa sáng trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha. Đội trưởng đội TT Huyền nữ Việt Nam được tin tưởng trao cơ hội đá chính thường xuyên. Đã có 6 bàn thắng xếp thứ hai danh sách lập công của Lang FC, bên cạnh hai kiến tạo sau 13 trận ra sân. Thống kê chỉ ra rằng, Huỳnh Như còn là gà son của Lang FC bởi mỗi khi chân sút quê trà Vinh ghi bàn. Lang FC đều thắng hoặc hòa. Huỳnh Như một lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Rồi góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng đấu. Ấy thế, tiền đạo sinh năm 1991 lại bất ngờ chia tay Lang FC. Mới đây, Huỳnh Như vừa xin Lang FC cho rời đội vài ngày. Được biết, do giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha đang tạm nghỉ đến ngày 5 tháng 3 mới thi đấu tiếp. Huỳnh Như đã tranh thủ xin nghỉ phép để về Việt Nam. Trong đợt về nghỉ phép lần này, Huỳnh Như được mời tham dự gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022. Nhiều khả năng cô sẽ đạt danh hiệu cao nhất. Bên cạnh đó, đội trưởng đội TT tê Huyền nữ Việt Nam sẽ tranh thủ về thăm gia đình. Huỳnh Như cũng là một trong hai nhân vật lĩnh vực thể dục thể thao có thành tích nổi bật tại giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Bên cạnh nữ kiện tướng cờ vua trẻ Nguyễn Thiên Ngân, được biết Huỳnh Như sẽ mất nhiều giờ bay. Đầu tiên, cô xuất phát từ Braga đến sân bay Frankfurt Đức. Sau đó vào trưa 18 tháng 2, tiền đạo tuyển Việt Nam mới về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay mang số hiệu VN30. Hạ cánh lúc 7 giờ 45 sáng 19 tháng 2. Lang FC đứng thứ 6 với 20 điểm sau 13 trận. Họ đứng giữa bảng xếp hạng với phong độ ổn định khi thắng 3 phần 5 trận gần nhất đội bóng ghi được 10 bàn, trong đó, Huỳnh Như góp 6 bàn ở tất cả mặt trận. Hôm 5 tháng 2, Huỳnh Như đá phạt đẹp mắt giúp lang thắng 2, một trước Torian ở vòng 13. Cô còn nhảy điệu si tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh khi ăn mừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.